Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, thì từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8, thì trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông gây ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều huyện, gây thiệt hại về người và tài sản. Ở huyện Than Uyên bị thiệt hại nặng nhất với 4 người thiệt mạng, 3 người bị thương, các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè, hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở xuống các tuyến đường gây ách tắc giao thông, nhiều diện tích hoa màu, thủy sản bị vùi lấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đang chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục những thiệt hại, đồng thời ứng trực 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để triển khai các phương án ứng phó kịp thời. Còn tại Sơn La, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tập trung tại các huyện Mường La, Thuận Châu đã gây sạt lở đất đá, đường giao thông và thiệt hại về người, nhà ở, hoa màu. Tại huyện Mường La, do mưa to kéo dài, độ ẩm trong đất cao đã gây sạt lở đất đá. Một người dân ở xã Triềng Lao thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi, 8 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, 44 hộ phải di rời khẩn cấp. Sạt lở đất đá gây ách tắc hư hỏng nhiều tuyến đường, một số diện tích lúa ruộng, ao bị vùi lấp. Sáng nay, thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác vào huyện Mường La, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại, đồng thời huy động nhân lực, vật lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức thăm hỏi động viên gia đình có người thiệt mạng, bị thiệt hại và các hộ phải di rời chỗ ở. Còn theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, chiều tối ngày hôm qua trên địa bàn các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn của huyện Mù Cang Chải có mưa to và rất to, mưa lớn dẫn đến lũ ống, sạt lở đất và nhà dân. Hai cháu nhỏ từ 1 đến 2 tuổi, trú ở xã Khao Mang đã bị đá lăn vào nhà và gây tử vong. Mưa lũ cũng gây thiệt hại 31 ngôi nhà. Do mưa quá lớn, lượng đất đá sạt lở đã tràn lấp toàn bộ đường vào hai xã Hồ Bốn, Khao Mang. Hiện thì hai xã đang trong tình trạng bị cô lập và mất liên lạc hoàn toàn. Mưa lớn cũng làm huyện Mù Cang Chải mất điện. Huyện đang chỉ đạo cảnh báo các phương tiện không lưu thông, nguy cơ sạt lở nguy hiểm, không nên dừng đỗ trú tránh ở những khu vực ta luy cao, độ dốc lớn. Mưa lớn trong những ngày qua cũng khiến cho nhiều xã trên địa bàn huyện miền núi Nghệ An xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nước sông dâng cao, đe dọa cuốn trôi nhà dân. Tính đến thời điểm này, thì địa bàn xã Mường Tiếp có 4 đoạn sạt lở đất đá lớn, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện khi lưu thông. Các đơn vị cứu hộ đã cắm biển cảnh báo và kiểm tra chặt chẽ những nơi có nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, tại quốc lộ 7, đoạn qua bản Sơn Thành, xã Cà Tà Cạ, bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn cũng bị một khối lượng đất đá đổ xuống. Trong khi đó, nước trên sông suối thuộc xã Hữu Lập cũng đang dâng cao. Mưa lớn cũng khiến cho bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn bị sạt lở, nguy cơ đổ sập nhà dân gần sông Nậm Mộ. Còn tại Thừa Thiên Huế, một vụ cháy rừng đặc dụng đã xảy ra sáng nay ở khu vực Nghĩa Trang, thành phố Huế. Lực lượng chữa cháy phối hợp với các đơn vị liên quan đã khống chế ngọn lửa thành công vào buổi trưa nay. Diện tích cháy ước tính là 3 hecta, phần lớn là thực bì và cây thông non mới được trồng vài năm. Nguyên nhân gây ra cháy có thể là do người dân đi thắp hương đốt vàng mã. Công an xã Thủy Bằng đã tạm giữ hai đối tượng tình nghi để điều tra. Cách đây một tuần, cũng tại thành phố Huế đã xảy ra một vụ cháy rừng thông hơn 40 năm tuổi.